Đi men theo bờ sông. Thật ra với các bác thì để tìm ong bò vẽ, chúng ta có rất là nhiều kiểu tìm và rất là nhiều khu tìm. Một khi đã quen thì các bác có thể nhìn vào cái hướng và cái vị trí, cái bậc trên bản đồ của cái Google Map, chúng ta cũng có thể tìm biết được cái hướng nào là nơi hay có ong nhiều nhất. Và khi đi đến những cái nơi có địa hình có nước thì các bác biết rồi, ngay cả con người chúng ta cũng đều chọn lựa chọn làm nhà, kể cả nơi núi cao hay vực sâu, tất cả đều phải có nước thì mới ở được. Thì ở đây chúng ta cũng thế, muốn tìm được những cái tổ ong to, chúng ta cần tìm đến nơi có nguồn nước là đầu tiên. Thứ hai là có những cái cánh đồng phủ dài dài mà có thức ăn cho ong. Thì hiện tại ở trên tay mình đây là đang có 3 ổ ong rồi. Xe máy thì mình mang đi vào trong kia kìa. Đấy các bác, xe mình cũng đi được ở trong đồi keo. Vì thực ra cái đồi ở khu vực của mình đánh này là những cái đồi đất cát, nên là nên rất là dễ đi xe máy trong rừng, thường là nó bằng. Và ở đây chúng ta có một trong những cái tổ ong rất là đẹp ngày hôm nay. Các bác có thể thấy này, ong rất là đẹp đấy, đặt xuống đây một chút thôi là những cái đàn kiến đã kéo đến đây rồi. Cái tổ ong này có 4 tầng rồi các bác nhá. Trong những cái tổ ong thì chúng ta lưu ý một điều là những cái tổ ong tầm khoảng tầm 1 cân rưỡi đến 2 cân là một trong những cái tỷ lệ ong đẹp nhất, mẩy nhất và chắc nhất. Còn hiện tại chúng ta sẽ tiếp tục đi đánh cái tổ ong này. Còn mà mình vừa mới thấy xong. Đây. Mình sẽ lấy cái bộ dụng cụ mới của mình. Đây, hôm nay thì mình có mang theo chiếc kéo cắt cành này, mình mượn đấy, mượn của anh em mình thôi. Mỗi hôm mình dùng dao. Đây, mọi hôm mình dùng con dao này, tuy nhiên là con dao thì hôm qua mình mang đi đào ống đất nên là nó bị hơi cùn rồi các bạn. Đó, nó hơi cùn rồi, nó rơi hết cả những cái răng sắt này ra. Mình có trong cái trường hợp đi mà mình vật lộn như thế này thì không thể tránh khỏi. Bây giờ thì mình sẽ mặc áo đã. Với những cái chiếc áo này thì cũng giới thiệu các bác nhiều rồi. Rất là khó để di chuyển ở địa hình đồng bằng này. Chúng ta có thể gần xe máy thì chúng ta có thể di chuyển được. Chứ hôm qua mình bị rơi xuống nước ấy. Mình bị chiếc áo này, cả áo cả người bơi qua sông này. Nghĩa là bơi qua vẫn cầm áo thôi, nhưng mà về nó ướt, nó nặng, nó mức kinh khủng. Và nó nặng là nó sẽ bám đất vào xung quanh cái viền áo này này. Rất là bụi bẩn, cảm giác rất là khó chịu. Một lưu ý cho các bác sử dụng ủng, đây mình sử dụng ủng ngắn nha các bác nhá. Thường các bác sử dụng ủng dài phải không ạ? Nếu mà chúng ta có điều kiện thì các bác nên sửa lại cái bộ áo ở cái đoạn chân ủng này. Vì cái áo bạc của chúng ta cũng đã rất là bám rồi, tuy nhiên các bác muốn nó bám thêm các bác nên lót một cái lớp vải bò đây này. Thì lúc vào bên trong cái cổ ủng này, nó bó ở cái cổ ủng này này. Chúng ta không cần phải buộc lạt gì cả. Không cần phải buộc lạt và không cần phải sử dụng lích kích lâu dài. Nghĩa là cái áo, những cái áo mà sử dụng chúng ta mang về tất cả phải chế lại các bạn. Mua áo thì chúng ta mua rộng càng tốt, về chúng ta có thể bó hẹp lại. Nhưng nếu chúng ta đã mua chật thì rất là khó để sử dụng, để xài. Rồi, găng tay mình cũng rách tung tóe hết rồi các bác. Vì cái địa hình này nó vướng mắc vào gai nên này, nó rách hết này. Cái tổ ong mà chúng ta chuẩn bị đánh này có trọng lượng tầm độ gần 2 kg. Các bác sẽ được thấy ngay bây giờ. Nói chung là ong ở cái khu vực miền Trung này bây giờ tổ lớn nhất khoảng tầm độ 3,5 cân, 3,5 kg. Đó là cái trọng lượng hoàn hảo. Năm ngoái thì mình có được một tổ to nhất là 5 kg. Còn ông chú còn được tổ 11 kg. Với ong bò vẽ 11 kg thì chắc là các bác hiếm thấy được không ạ?
Về ong đất thì anh em mình ít tìm ở cái khoảng thời điểm này, vì ong đất ở cái khu vực này họ nuôi ong quá nhiều nên là họ thường đầu độc những cái tổ ong đất. Phần mặc áo này kéo dài trong khoảng tầm 2 phút các bác nhé. Mỗi ngày chúng ta có thể đánh 10 đến 15 tổ một buổi sáng là bình thường. Vẫn có thể mặc áo rất là nhanh. Với áo bạt thì chúng ta cơ động hơn nhiều nữa. Cái kéo này là kéo cơ bản các bác nhé, kéo cơ bản thôi chứ không phải kéo tốt. Kéo tốt thì chúng ta có cái gờ bập ở đây. Đây rồi. Từ xa các bác có thể nhìn thấy nó không ạ? Rất là bề thế luôn. Nhìn nó phải ra thế luôn vào cái cành keo. Đây các bác nhìn này. Đó. Bay đi bay lại rất là nhiều. Cái cành keo khá to đấy, mình sử dụng cái kìm này là có vẻ là không hay rồi. Đây các bác nhìn lại một lần nữa này. Đó, bắt đầu nó phát hiện ra chúng ta nhé. Nó ngửi thấy mùi của chiếc áo của mình. Đây cái khoảng cách theo thì cái con ong này nó theo không xa đâu, nó theo được hơn chục mét thôi ạ. Chúng ta về tới ba lô này. Đó. Ôi giời. Rất là mỏi. Thấy các bác thấy cái khoảng cách không xa lắm đâu. Đây cái khoảng cách ở ngay kia thôi.
ngay góc kia đến đến đây thôi, nhưng ong nó cũng không theo. Vì cái con ong này ấy, nó chỉ theo cái bộ áo của mình, khi mà chúng ta càng sử dụng chạy nhanh ấy, thì nó càng theo ác. Mà đánh sốc ấy, các bác đánh ngồi một lúc đánh thì có khi là nó không thèm theo nữa luôn, nó không thèm bâu nữa luôn. Đây chúng ta tỉa cái này đi, rất là mẩy các bác nhá, mẩy lắm này. Những cái cành keo này mình tỉa luôn đi. Được hai tổ rồi, bây giờ thì đang đi qua cái chỗ vườn này, thì có chú đang cưới cây này, thì xin chú chủ nhà rồi, thì cái ổ ong bổ vẽ nằm ngay đây, nó nằm ngay bên trong này này. Tổ này khá là to nha các bác nhá. Ong bổ vẽ này thì tổ này phải nói là cái tổ mà bay đông nhất từ gần như trước đây đến giờ, là mình thấy cái tổ này đâu bay đông nhất, từ gần như khoảng tầm rơi khoảng tầm độ 2 đến 3 kg. Chú ơi, chú sắp tưới xong cây này chưa ạ? Đây là chưa, chú tưới nốt cái cây này các bạn, xong rồi mình mới vào đánh, bởi vì là chú mặc áo trắng với lại là đối đầu với đúng cái đường của cái tổ ong nữa, nên rất là nguy hiểm. Ở đây thì có 1-2 chiếc mộ này này, ong nó hướng thẳng là bên ngoài này luôn. Buổi sáng sớm thì ong nó đi làm rất là nhiều, rất là loạn. Tranh thủ để chú tưới nốt mấy cái cây hoa quả này đã, chúng ta cùng vào xem nhé các bác nhé, ngắm nghía nhé. Đây này, em nó to như một cái quả bóng, dã man thật đấy. Nó tròn luôn, nó tròn hơn quả trứng gà luôn các bạn, nhìn rất là thú luôn. Có lẽ là cái khoảng cách từ mình đến chú bây giờ vẫn chưa đạt độ an toàn. Tổ này nó phải 2,5 đến 3 kg đấy các bác nhá, tầm đấy đấy, ít nó cũng phải khoảng tầm đấy, để mình đi ngó xem là chủ nhà chú đã tưới xong 2-3 cái cây ngay gần đấy chưa. Vừa to vừa mẩy nữa, đẹp long lanh luôn này. Đánh cho năm mấy rồi đây.